Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi tập chương trình thi lên Dai No Q2 của giáo án của Liên đoàn Karate Shotokan Quốc tế. Trong quá trình live stream, nếu mà có cái gì đấy mà chúng ta chưa hiểu, chúng ta có thể để lại câu hỏi cho chúng tôi. Hoặc là sau khi học xong, sau buổi tập kết thúc, nếu mà quý vị và các bạn cần hỏi cái gì, chúng ta để câu hỏi lại dưới video. Bây giờ sẽ là kỹ thuật cơ bản trước, xong đó hay là bây giờ này thì như chương trình Dai No Q3 hôm trước thì chúng tôi sẽ kỹ thuật đối luyện trước ấy. Theo thứ tự tê thi ấy, thì chúng ta sẽ thi kỹ thuật cơ bản này, xong rồi đến quyền, xong rồi đối luyện. Nhưng mà buổi hôm nay tôi chưa chuẩn bị được hết để kiểm tra lại huấn luyện viên về ba nội dung đó, mà hiện tại bây giờ thì chỉ đi kỹ thuật cơ bản và đối luyện trước, còn quyền nếu mà có thời gian thì sau đó sẽ tiếp tục về quyền hoặc là sẽ chuyển sang buổi hôm sau. Anh Hưng hô cho anh Hải kỹ thuật cơ bản trước, định đối luyện trước, nhưng mà có lẽ để cái công tác chuẩn bị cho nó các máy quay thì thôi thì sẽ làm kỹ thuật cơ bản trước. Cái camera này để đây với cả ổn. Ok, nghiêm chào. Đây. Cố to anh. Nhân. Chào. Yo. Chuẩn bị. Bắt. Kỹ thuật đầu tiên, giao đan, chu đan, giao đan. Sir!
Như vậy là chúng ta đã xem nhanh qua một lần. Bây giờ anh Hải sẽ hướng dẫn chậm lại 10 kỹ thuật đó. Anh Hưng có gì cần đọc, cần nói thì cứ nói. Anh Hải sẽ hướng dẫn chậm lại 10 kỹ thuật này. Đứng tại chỗ gần camera mà. Chúng ta sẽ có 10 kỹ thuật dành cho Dyno Q2. 6 từ kỹ thuật 2 cho đến kỹ thuật 6. Bước 5 là có đoàn Kijamizuki ở Tấn Gen Kutsuachi. Mình thực hiện chậm. Kỹ thuật 1 chứ phải so với Zen Penambra. Đến đây đồng, dòng lan. Bước thứ 5, trên đồng Kizami, dòng lan chụp đi. Thứ 2 mới có Kizami, còn một không có. Từ bước, từ 2 cho đến 6. Chỉ từ khí vật 2 cho đến khí vật 6. Hết kỹ thuật 1, Ursulose. Chứ sao? Bây giờ đứng như thế luôn để người ta có thể theo dõi được. Kỹ thuật 2 là chu đan, dô đan, chu đan. Em có bị gần quá thì em lùi ra. Nếu mà gần quá thì lắp máy quay vừa thôi. Nếu gần quá thì bỏ anh Hải tới đây không? Từ giờ sau. Tiếp tục kỹ thuật 2. Chu đan, dô đan, chu đan. Đòn thứ 5 thêm đòn. Đi ra bên dùng ra chụp đi. 1 2 3 Lẹ Dập chát lên. Chúng ta xem đây, chúng ta bước lên. Điều đây đúng không? Rồi vào, chú đã trở ra. Chân bước lên. Một nửa thấp, một nửa của bộ tần xem. Đây. 1, 2, 3. Yes! Hết ở đó, kia ra đi. Kết thúc kỹ thuật 2. Thì, ưu sư đôi sau. Ghê đăng bên anh. Thế này, hết kỹ thuật 2. Ưu sư đôi sau. Thế này đánh mặt thẳng. Đánh chân sau, mặt đi sau. Chân chúng ta di chuyển sang ngang bằng 2 một lần. Bằng 2 một lần. Gạt sang. 1 Kỹ thuật 3. Tiến tấn gen gạt cây đan rai ra khu chú đi. Đọt thứ 5 kia đi. Lê, 1 2, đấm. Trung đẳng, ra khu chú đi. Và đọt thứ 5 chúng ta bước lên. Kia ra đi. Bước lên. Nửa bộ tấn gen. Yes. Kỹ thuật 4. Chúng ta không ưu sơ nữa. Lùi chân trước sau tấn gen. Đỡ AGK, đỡ cao, dòng ra chụp hình, dòng ra. Và đòn thứ 5, chúng ta sẽ thêm đòn kia ra đi. Yes! Kết thúc kỹ thuật 4, tiếp theo kỹ thuật 5. Tiến lên, tấn gen, cũng tấn gen. Đỡ ngoài vào sudo ngoài chúng tôi đây kia. Tấn gen, đấm nghịch ra khu dụng đi. Và bước thứ 5, thêm đòn kia dâm đi. Dâm ra dụng đi giống như 3 kỹ thuật trước. 1 Và đặt đòn thứ 5 này. 1 2 Kết thúc kỹ thuật 5, tiếp theo kỹ thuật 6. Lùi chân trước ra sau. Tấn gen đỡ trong ra trung đẳng Ushiyake đấm đòn trung đẳng ra khu dụng kỳ. Kỹ thuật 5 thêm đòn Kizami. 1 2 Đây là kỹ thuật 5. Đòn thứ 5 Kizami đây. Kết thúc kỹ thuật 6. Chúng ta tiếp tục kỹ thuật 7. Thủ Nisan đã dọc ra Mai Watsigiri. Tấn gen, đặt trước tấn gen.
đau mặt. Và đòn tiếp theo đòn thứ năm, thứ bốn chuyển sang thứ năm, chúng ta đá đòn 360 độ, quay cứ zero 360 độ, có nghĩa là đặt chân sau không đặt chân trước. Một, nói thành gian. Đấy, đặt chân sau là thành 360 độ, còn đặt chân trước là 180 độ. Đấy, mình sẽ thử lại. Kết thúc kỹ thuật 7, chúng ta ư sơ lô cho sau, gạt cây đặt bên anh. Đấy đúng không? Và thủ Rizal đá đồng dòng đang mai quốc xe lên, nghĩa là đá vòng cung ngược ngược thường đặt. Đây đòn thứ năm chúng ta đã đá đòn 180 độ đặt chân trước. Thì đây đòn thứ bốn đây, đây một sạc quá. Đấy, đặt chân trước đó là đòn đá 300, xin lỗi, đòn đá 180 độ. Tiếp theo kết thúc kỹ thuật 8, quý slow sau. Đây mình sẽ chuyển thế này. Ustro sau chúng ta thủ lên, Ustro tiếp tục kỹ thuật chính. Tiến tấn Nico Echi đá đầu Marcosini trong đa chân lên, nghĩa là đứng tấn cô đá đòn nằm vòng cầu thuận. Nico Echi kỹ thuật thứ 9 à? Vâng, Nico Echi, Nico Echi đá vòng cầu ngược vòng cầu thuận. Nico Echi Marcosini không phải tấn cô nhưng mà tấn Nico tấn cô su Nico, Nico Echi Nico thứ hai đúng không? Một đặt xuống lên thế đó ước rồi nhá, mình sẽ nhận lại ước rồi sau và thủ lên tiếp tục kỹ thuật chín. Từ đây chúng ta đá luôn mai quá xin đây, hãy đạp lên thân gen tiếp tục chuyển tấn cô có xu ra chi thủ lên đây thôi tấn lên cô ra chi. Từ đây chúng ta còn bốn đòn nữa là anh kỹ thuật chính. Đặt xuống là người ta lên Neko luôn chứ không có đặt xuống tấn gen. Đặt hạ là Neko luôn. Thì sẽ làm lại nhé. Từ đây sư sơ xong thủ lên kỹ thuật chính phòng cầu thuật tấn Neko Oyachi. Tiếp theo, lên đá đầu thứ năm chúng ta hết lên sư kỹ thuật 10 lùi đá ra cu mai quốc sinh lê dòng đàn, nghĩa đá vòng cầu thuật, đá ngược lại đầu vòng cầu ngược đá lại ngược lại cái đòn đá vừa rồi. Lên ra cô mai quá xì và đồng thứ năm ra hết đi ăn kết thúc thế chân để đi tiếp theo chúng ta sẽ là chương trình đối luyện. Đối luyện thì chúng ta sẽ gồm có hai cao, hai trung và hai mây. Và đối luyện của chúng ta sẽ gồm có khí hậu kỹ công cung tê, hai đòn, giọng năng, xin tây, khi đa lý là mi vi, hai đòn, chu đam, xin tây, cũng khi đa lý là mi vi, hai đòn mai ghê lên xin tay cũng cả hình đa lý
và nghi nghi có nghĩa là bao gồm cả trái và phải, và 7 kỹ thuật kesi kesi iton kute. Kỹ thuật đầu tiên kéo cái công cụ chê cho là cô dù kì một bên tiến lên đấm thuận bên lùi đỡ cao đấm cao đỡ cao và em phản đòn kéo cái công cụ chê cho là cô dù kì. Kỹ thuật thứ hai một bên tiến lên đấm một bên đỡ A B là tấn bên đấm là tấn bên đấm là tấn sẽ rút xua chi và do đan Ozuki bên lùi sẽ đỡ cao A B và chéo vào quay hàm. Bây giờ hai anh sẽ làm lên lại hai kỹ thuật đó. Yeah!
Kiêu kỹ thuật như thế Marinelli. Kỹ thuật thứ nhất bên dẫn sẽ đá Marinelli và bên còn lại sẽ đạt Vinamarai ra cùng dự kỳ. Bắt đầu. Sau khi đỡ xong,
thì sẽ thực hiện đầm mai về đi, bên vừa đỡ sẽ đá mai về đi, và bên kia sẽ đỡ xung côi, ok, nghĩa là đỡ bằng trưởng tay ấy. Sau khi đỡ xong sẽ phản đòn ra Kuzuki và kết thúc là thủ đan Shinigami. Nào không hiểu thì hỏi nhé, nếu hiểu rồi thì thực hiện luôn. Nó phải nạp vào đầu luôn. Kỹ thuật thứ tư nghĩa là ai dẫn thì người đấy sẽ phải nạp vào đầu mình luôn. Những người dẫn, người dẫn sẽ đá bay đi, người đỡ sẽ đỡ Gedanara, sau đó người sau người đỡ vừa đạt Gedanara xong lại tiến lên đấm Joda Kozuki. Chúng tôi cũng đi, ok, người đỡ bên này sẽ đỡ ngoài vào và đá Kijami Mawashi, đá chân trước vào cầu. Tiếp theo kỹ thuật 5. Kỹ thuật 5 bên dẫn sẽ là Joda Ozuki, bên đỡ sẽ lùi và đỡ ngược, đỡ nghịch, lùi chân nào đỡ tay đó luôn. Joda Jaku Ageke, sau đó sau khi mình đỡ xong thì mình sẽ đá phía sau lên Joda Mawashiri. Chúng ta phải đọc cả tiếng Nhật và tiếng Việt để hiểu được nhé. Sau đó sẽ tai Shuto Uke, chúng ta đỡ và Ushiro Mawashiri. Sau khi chúng ta đỡ được cao bằng đá tay thì chúng ta sẽ đá vòng vào vé của đối phương. Sau khi thực hiện đòn Ushiro Mawashiri sẽ là Dan Shinigami. Bắt đầu. Kỹ thuật thứ 6, Joko, xin lỗi, Joda Ozuki. Tiến đấm thuận bên kia lùi đỡ cao AVK, người vừa đỡ cao xong sẽ đá vòng cầu Joda Mawashiri, người vừa mới tấn công bên kia sẽ đỡ Tate Sutoke và phản đòn Zakuzuki. Sau khi phản đòn xong sẽ ra chi sao. Đỡ trong bên kia đập đá một cầu cần thiết thôi chứ nó đá một cầu nghe đấm được, nếu không hiểu phải hỏi gì. Kỹ thuật cuối cùng của 7 kỹ thuật Kenshin, bên đấm sẽ tiến lên đấm trung đẳng, đấm nghịch,